Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Cuộc chiến thông tin trong chiến tranh Nga và Ukraine. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trường trình bày. Kính thưa quý vị, Nga vốn có một cái truyền thống trong việc kiểm soát thông tin và tuyên truyền một cách sai lệch để thúc đẩy lợi ích cho mình, và cuộc chiến ở tại Ukraine không phải là ngoại lệ. Cho đến nay thì Washington đã phản ứng hiệu quả, nhưng giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột sẽ mang đến những thách thức mới, và chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là các công ty công nghệ của Mỹ sẽ cần phải hoạt động mạnh mẽ để đẩy lùi các chiêu bài không minh bạch của Putin và bảo vệ các nguyên tắc về dân chủ. Trong nhiều tháng trước thì cuộc xâm lược, ông Putin đã ra và triển khai một chiến dịch tuyên truyền phối hợp có chủ đích nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến. Chiến dịch này bao gồm một nỗ lực tuyên truyền rằng người Ukraine giống như là Đức Quốc xã và là thủ phạm của tội ác diệt chủng đối với là những người nổi tiếng Nga ở miền đông của Ukraine. Điện Kremlin đưa ra những cáo buộc sai sự thật về bạo lực của các lực lượng Ukraine và mô tả là NATO và Hoa Kỳ là những kẻ xâm lược thực sự. Thêm vào đó, các tài khoản trên mạng xã hội do Điện Kremlin hậu thuẫn liên tục tuyên truyền và đổ lỗi cho Washington và London về việc tuyên truyền chiến tranh và khủng bố thông tin đối với lại Nga. Chiến dịch này tiếp diễn khi mà cuộc xâm lược bắt đầu. Và trong những ngày gần đây, thì công ty mẹ của Facebook, đó là Meta, đã triệt phá một hoạt động của Nga nhắm vào người Ukraine trên mạng xã hội Facebook và Instagram, cũng như là một nhóm hackers của Nga đang cố gắng xâm nhập vào các tài khoản ở tại Ukraine. Theo hãng Meta, thì nhóm này đã sử dụng các tài khoản giả để mà nhắm mục tiêu vào những người Ukraine nổi tiếng, bao gồm các nhà báo, các nhà lãnh đạo quân đội và trí thức công, giả mạo họ để đưa thông tin sai lệch. Trong khi đó, thì truyền thông nhà nước của Nga tung tin đồn giả rằng Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, đã bỏ trốn khỏi đất nước nhằm làm cho người dân nhục chí. Moscow cũng có kế hoạch công bố các báo cáo sai lệch về việc quân đội của Ukraine đầu hàng trên diện rộng để nhằm làm mất tinh thần của công dân cũng như là binh sĩ của Ukraine. Khi bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, thì có lẽ bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin sẽ chuyển từ những câu chuyện quỳ tạo để biện minh cho một cuộc xâm lược Ukraine của Putin sang việc đánh lạc hướng những bạo lực của Nga trên chiến trường. Điện Kremlin có một lịch sử lâu dài trong việc sử dụng nhiều thuyết âm mưu, đôi khi tung ra nhiều thuyết cùng lúc và để phủ nhận tội ác cho các hoạt động gây chiến của mình. Ví dụ, sau vụ đầu độc nhà bất đồng chính kiến người Nga có tên là Sergei Skripal và con gái của ông đó là Julia ở tại Salisbury, Anh Quốc vào năm 2018, thì Điện Kremlin tung ra một loạt các tuyên bố khác nhau rằng vụ đầu độc được thực hiện bởi Hoa Kỳ rồi tới Anh, vân vân. Và tất cả để làm trịch hướng sự chú ý khỏi vai trò của Nga. Chiêu bài tương tự cũng được Putin áp dụng trong vụ bạo lực tàn bạo ở tại Syria, và ông ta đã tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm để biến những nhân vật, nhân viên cứu hộ Syria của nhóm mũ bảo hiểm trắng thành những kẻ khủng bố. Chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc Putin sẽ còn tăng cường sử dụng công nghệ để kiểm soát cuộc chiến với Ukraine. Chúng ta đã thấy Moscow kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội của phương Tây để mà gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào mà họ coi là trái với lại lợi ích của mình, đe dọa, phạt tiền, bắt giữ và chặn hoặc là làm chậm các dịch vụ Internet. Vào tháng trước, thì Moscow đã cảnh báo các công ty rằng luật mới yêu cầu các công ty truyền thông Tây phương là phải duy trì văn phòng ở tại Nga. Vào tuần trước, cơ quan kiểm duyệt Internet của Nga đã thông báo rằng họ có kế hoạch chặn Facebook tại Nga. Điều này tất nhiên là khiến các công ty truyền thông lớn, đặc biệt là của Hoa Kỳ, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì các công ty cần cân bằng lợi ích kinh doanh với tự do ngôn luận của họ. Washington có thể cần phải quyết định xem là nếu cần, họ sẵn sàng làm gì nếu Moscow tăng cường bắt nạt các doanh nghiệp của Mỹ. Hiện tại, giới lãnh đạo công và chính trị của Hoa Kỳ có vẻ tương đối là thống nhất trong việc phản đối hành động sai trái ở tại Ukraine của Putin. Tuy nhiên, vẫn có một số chính trị gia cánh hữu và vài nhân vật truyền thông bày tỏ ủng hộ đối với lại ông Putin. Hiện nay, tình trạng chia rẽ đảng phái chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này bùng phát hoặc trở nên tồi tệ hơn khi mà xung đột tiếp diễn, thì Putin có thể lợi dụng việc này để mà khuếch đại sự chia rẽ của chính trị Hoa Kỳ.
Điều này chẳng khác gì một món quà cho Putin, bởi vì chính cái ông ta muốn đó là làm suy yếu Hoa Kỳ từ bên trong, khiến cho Washington bị phân tâm và do đó ít có khả năng kiên quyết đối đầu với lại Nga. Về phần mình, Washington cùng với lại các đồng minh đã thực hiện một chiến dịch tiết lộ thông tin tình báo mới và hiệu quả trước cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Nỗ lực đó được thiết kế để làm cho Điện Kremlin không còn có thể tung tin dối trá và kích động sự đồng thuận của công chúng ở tại Hoa Kỳ. Ở tại Âu Châu, giới lãnh đạo của EU cho rằng Putin là một kẻ xâm lược thực sự. Những tin tức tình báo của EU cùng với lại thông tin từ các nhà nghiên cứu tình báo mở về việc xây dựng quân đội của Putin ở tại biên giới Ukraine dường như đã có tác dụng trong việc ngăn chặn những nỗ lực của Putin nhằm tuyên truyền thông tin sai lệch. Bản thân của Ukraine cũng triển khai một chiến dịch để mà thống nhất sự ủng hộ cho chính nghĩa của mình. Trong những ngày gần đây thì các tài khoản mạng xã hội chính thức đã chia sẻ những giai thoại về sự dũng cảm khi mà đối mặt với sự tàn bạo của nước Nga. Các nhà chức trách của Ukraine cũng công bố các cuộc phỏng vấn video trên mạng xã hội về các binh sĩ của Nga bị bắt, tuyên bố rằng họ đã bị chỉ huy của họ nói dối về mục đích của cuộc xâm lược. Giống như trong bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, kiểm soát được thông tin luôn đóng một vai trò lớn của trận chiến. Do vậy, Hoa Kỳ và phương Tây phải tiếp tục tích cực vạch trần những tuyên truyền sai sự thật do chính phủ của Nga đưa ra để ngăn chặn các nguồn thiếu minh bạch của truyền thông Nga khỏi mạng lưới tuyên truyền thông phương Tây. Và đồng thời Washington nên tiếp tục chiến dịch tiết lộ thông tin tình báo, đặc biệt là tập trung vào việc nêu bật chi phí của cuộc xâm lược của Nga đối với là dân chúng Nga để họ hiểu được bản chất của vấn đề. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Cuộc chiến thông tin trong chiến tranh Nga và Ukraine. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn và Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.